Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng cũng như cán bộ đảng viên trong khối cơ quan ở huyện Yên Minh đã thẳng thắn nhìn vào những hạn chế tồn tại, qua đó kịp thời có biện pháp sửa chữa khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, Đảng bộ huyện Yên Minh có tổng số 65 chi đảng bộ trực thuộc với gần 5.000 đảng viên, trong đó khối cơ quan là 43 chi đảng bộ với hơn 400 đảng viên. Nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Minh đã luôn chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời tiếp tục đấu tranh phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên, ra soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt gắn với việc dự kiến nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định. Mặt khác, thực hiện tốt chỉ thị số 09 CTTU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đổi mới tác phong, lề lối làm việc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm chính, trí công vô tư, làm người công bậc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Từ những cái thông qua thực hiện, triển khai thực hiện nghị quyết, tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy đảng, các chi bộ cơ sở thì đã phát hiện những cái vi phạm của cán bộ đảng viên và từ đó thì có cái phương hướng để sửa chữa khắc phục. Trong những năm qua ấy, là chúng tôi thấy rằng là triển khai thực hiện nghị quyết này, toàn đảng bộ cũng đã xử lý kỷ luật 42 đảng viên. Trong đó là cấp huyện là 3 đảng viên. Từ khiển trách, cảnh cáo và cách chức. Cấp cơ sở là 39, cũng là khiển trách, cảnh cáo. Như vậy là thông qua cái này để chúng tôi thấy được là tự phê bình và phê bình ở các chi bộ là đã được nâng lên và cũng đã có những cái đi vào chiều sâu thực tế. Là chi bộ tổng hợp của 5 cơ quan đơn vị là phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, chi nhánh công ty cổ phần vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang với tổng số 23 đảng viên. Xác định công tác tự phê bình và phê bình chính là nhằm xây dựng chi bộ thêm đoàn kết, vững mạnh. Do đó, thời gian qua, chi bộ nông nghiệp huyện Yên Minh đã thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình. Trong đó, hàng tháng chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt và đưa vấn đề tự phê bình và phê bình của đảng viên làm cơ sở để đánh giá việc chấp hành điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm, bằng cách nêu ưu khuyết điểm của mình trước, ưu khuyết điểm của đồng chí mình sau. Việc kiểm điểm, phê bình phải trên tinh thần xây dựng, yêu thương, giúp đỡ đồng chí mình nhận ra hạn chế để phấn đấu cùng tiến bộ. Trong vấn đề là phê và thử phê là chi bộ đã thẳng thắn là gợi ý cũng như cho các đảng viên là đánh giá góp ý cho các đồng chí trong chi bộ. Từ đó thì các đồng chí trong chi bộ đã nhận ra được những cái ưu khuyết điểm cũng như mặt mạnh để phát huy trong quá trình công tác chuyên môn cũng như là trong xây dựng đảng. Trong quá trình phê bình tự phê bình thì bản thân cũng nhìn thẳng vào những cái vấn đề mà mình đã làm được và chưa làm được, mình cũng tự nhận từ đó rút ra những cái kinh nghiệm cũng như là trong cái phương hướng cho mình để gọi là trong cái đợt sinh hoạt cũng là cái quá trình hoạt động nhiệm vụ rồi tiếp theo là nó được hoàn thiện hơn. Quá trình góp ý thì bản thân cũng nhìn vào cái sự thật thôi, cái hạn chế yếu kém cũng như cái khuyết điểm còn tồn tại để từ đó là mình có thể là được sự góp ý của các lãnh đạo cũng như là các anh em đồng nghiệp thì bản thân sẽ được gọi là được phát triển, được gọi là được hoàn thiện thêm. Cũng như nhiều chi bộ cơ quan, chi bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Minh luôn đề cao tinh thần thẳng thắn góp ý cho nhau, chính là yếu tố tiên quyết
để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn thấy hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Theo đó, trong các buổi sinh hoạt, ngoài tập trung triển khai nhiệm vụ chuyên môn, thì chi bộ còn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Nhờ đó đã nâng cao tính chủ động, năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy, nền nếp sinh hoạt, nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt được thể hiện rõ. Đây chính là yếu tố quan trọng để chi bộ ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt sự nghiệp chồng người. Việc phê bình và tự phê bình đối với chi bộ phòng giáo dục là việc làm thường xuyên. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong công tác xây dựng đảng cũng như là phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên. Trong chi bộ thì các đồng chí đảng viên đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người đảng viên, luôn đi đầu trong các cái hoạt động cũng như là thẳng thắn phê bình những cái tồn tại, những cái mà thực hiện cũng như là các cái giải pháp để sau này phát triển cho chi bộ cũng như là công tác chuyên môn của ngành. Thì các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều nỗ lực và phấn đấu, và trong quá trình thực hiện những năm qua thì các đồng chí đảng viên của chi bộ đã trưởng thành cũng như là thực hiện có hiệu quả về các cái cuộc vận động cũng như là phong trào thi đua của ngành. Có thể nói việc nhận thức đúng mục đích của phê bình và tự phê bình là giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng và toàn bộ hệ thống chính trị thấy và sửa chữa những khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn, để mọi người học tập ưu điểm của nhau, cùng giúp nhau tiến bộ. Đây chính là sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng và quy chế hoạt động của cấp ủy. Trong sinh hoạt cấp ủy thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua cái việc tự phê bình và phê bình, kiểm điểm về cái việc tự phê bình và phê bình được triển khai nghiêm túc, thì tôi thấy rằng là đã có nhiều cái sự đổi mới trong cái việc thực hiện nhiệm vụ cũng như về cái ý thức trách nhiệm cũng như nâng cao về năng lực, rồi là việc tự học hỏi, tự rèn luyện, thì đã có nhiều cái đổi mới, đã nâng cao được cái hiệu quả, hiệu suất công việc được phân công trong mỗi cán bộ đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ. Trước hết là cái thực hiện nghị quyết Trung ương 4 là chúng tôi xác định cái phê và tự phê gắn với phát huy dân chủ, thì trách nhiệm của người đứng đầu thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng và đặc biệt là các chi bộ cơ sở phải tổ chức duy trì tốt cái sinh hoạt tự phê bình và phê bình gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn với trách nhiệm việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Chưa nói và làm, đây là một những cái yếu tố có thể là quyết định trong cái phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Và chỉ có phê và tự phê và phát huy được dân chủ thì mới phát huy được cái tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Và từ cái đó thì chúng ta mới phát hiện được những đảng viên tích cực tham gia, dám đấu tranh phê bình. Thực hiện mục tiêu nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, việc quan tâm đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình của Đảng bộ huyện Yên Minh trong thời gian qua đã góp phần kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý sai phạm trong đội ngũ đảng viên, làm cho tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiệu quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Minh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đã đề ra, thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.